Ba, con vẫn là ba nè. Con bình tĩnh đi. Châu, con chưa có bằng lái á. Ba, ngồi thẳng người lên, ba nhớ nha. Không hút thuốc, không tinh bột, không được cúp học á. Ba làm ơn chỉ tập trung vô học hành là được rồi. Con chỉ cần lo cái chuyện ở công ty thôi. Chuyện ở trường ba lo được. Mày làm gì vậy chú em? Ở đây có người là thiên tài. Sao con dám đánh phụ nữ? Ba mà là phụ nữ cái gì? Anh không có hiểu gì về con gái hết á. Ra tôi chính là con gái nè. Con là Châu nè. Tháng trước cô qua đây mượn băng vệ sinh con đó. Cô đưa cô một miếng, cô nói không đủ, cô lấy nguyên bịch luôn. Đến giờ cô chưa trả con bằng nào hết. Con... Thiệt cái gia đình gì mà kỳ cục